Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh 12 giờ của Tiền Phong TV. Và sau đây là những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Giá vàng tăng mạnh trong tuần này. Thủ trì chùa Cự Đà lần đầu tiên lên tiếng về khóa tu hè cho trẻ. Tây Ban Nha giành UEFA Nation League. Nhiều chuyên gia dự báo Giá vàng thế giới trong nước sẽ tăng mạnh trong tuần này và giá vàng trong nước sẽ có cơ hội bứt phá khỏi mốc 67 triệu đồng mỗi lượng. Nhiều ý kiến cho rằng giá vàng SJC trong nước từ đầu năm đến nay chỉ quanh quẩn mốc 67 triệu đồng mỗi lượng dù giá vàng thế giới liên tục biến động. Tuy nhiên, tuần này khi các kênh đầu tư khác không hấp dẫn, đặc biệt là gửi tiết kiệm bởi hiện nay lãi suất liên tục hạ, nhà đầu tư sẽ chuyển hướng sang vàng khiến giá vàng bật tăng. Sáng ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 66,5 đến 67,1 triệu đồng mỗi lượng mua vào, bán ra. Đại đức Thích Di Kiên, trụ trì chùa Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, việc tuyển sinh khóa tu hè thứ ba do Phật tử Phạm Thị Thu phụ trách trong thời gian thầy đang an cư kết hạ, không sử dụng điện thoại. Khi biết sự việc, trụ trì chùa Cự Đà đã yêu cầu dừng ngay các khóa tu. Ngay trong chiều ngày 18 tháng 6, nhà chùa đã nhận chuyển khoản 86 triệu đồng từ bà Phạm Thị Thu, trưởng ban tổ chức khóa tu chùa Cự Đà. Số tiền này bà Thu nhận từ các phụ huynh có con em đăng ký tu khóa 3 tại chùa Cự Đà. Nhà chùa đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để hoàn trả lại tiền cho các phụ huynh. Từ nay, Phật tử Thu không còn liên quan đến mọi hoạt động của chùa. Sau ngày 18 tháng 6, quý phụ huynh nào chuyển khoản cho Phật tử Thu liên quan đến các khóa hè, thầy sẽ không chịu trách nhiệm. Bà Phạm Thị Thu đã có tâm thư xin sám hối và xin lỗi các bên liên quan. Trước đó, một phụ huynh đã đăng tin trên mạng xã hội về việc con trai 11 tuổi bị bạn đánh ở khóa tu của chùa Cự Đà, bị chấn thương tay, tinh thần hoảng sợ. Gia đình chị đưa con đi chụp x-quang hôm 16 tháng 6 ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thiền Đức, được kết luận không gãy xương nhưng chấn thương phần mềm. Khi đang trực ban tại Công an tỉnh Cao Bằng, anh VQ nhận được cú điện thoại lạ, hù dọa số điện thoại của anh đã thực hiện nhiều phi vụ làm ăn phi pháp, chiếm đoạt tài sản và yêu cầu đến công an Hà Nội hoặc gọi video để xác minh làm rõ. Khi gọi video Zalo thấy anh Quy mặc quần phục công an, đối tượng xưng tên là Lê Hải Sơn giật mình và thốt lên, đang định lừa đảo tí thì gặp ngay công an. Thủ đoạn lừa đảo của bọn chúng rất tinh vi, khi gọi video Zalo các đối tượng này sử dụng khuôn mặt của ông chủ, xuất hiện trong hình ảnh mặc đồng phục công an Ngồi trong phòng được thiết kế y như phòng làm việc của cơ quan công an và có bảng tên, phù hiệu. Bọn chúng thường giả mạo lực lượng công an gọi điện thông báo số điện thoại, số tài khoản của bị hại đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng như buôn ma túy, rửa tiền. Từ đó yêu cầu bị hại làm theo hướng dẫn để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Và sau đây là phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Việc phải đối mặt với nhiều áp lực từ việc học hành, thi cử, áp lực từ chính bản thân, từ bạn bè, thầy cô, cha mẹ khiến nhiều học sinh bị rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Càng gần những đợt thi quan trọng, số trẻ mắc lo âu, rối loạn tâm lý càng gia tăng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong các trẻ đến khám và điều trị vì các biểu hiện lo âu, trầm cảm và căng thẳng, có nhiều trẻ được đánh giá ngoan, có thành tích học tập khá giỏi. Nguyên nhân của rối loạn trên thường là do khối lượng kiến thức quá nhiều, trẻ chuẩn bị kỳ thi chưa tốt, tâm lý chưa vững vàng, áp lực từ nhà trường, bố mẹ, các chuyên gia tâm lý nhận định. Theo tiến sĩ Ngô Anh Vinh, Phó trưởng khoa sức khỏe vị thành niên, áp lực học tập thi cử là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng và trầm cảm. Bệnh thường diễn biến âm thầm. Theo tiến sĩ, cha mẹ không nên kỳ vọng quá nhiều vào con vì điều này vô tình tạo áp lực lớn cho con mình. Bên cạnh đó, cha mẹ cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con mình để đưa ra những tư vấn, cũng như định hướng đúng đắn giúp trẻ giải tỏa đến những áp lực về thi cử, học tập. Như thường lệ, sau đây sẽ là những tin tức quốc tế thể thao được chúng tôi cập nhật. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề trên khắp các chiến tuyến trong 24 giờ qua. Các khu vực Zaporozhye và Donetsk là những nơi giao tranh quyết liệt nhất trong ngày qua, tổn thất của đối phương ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye lên tới 20 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh và 15 xe chiến đấu bọc thép. Quân đội Nga cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày, ngoài những tổn thất về nhân sự và thiết bị, quân đội Ukraine còn mất hai khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và một số hệ thống pháo do Liên Xô sản xuất. Bộ này cho biết khu vực lân cận thành phố Donetsk cũng đã chứng kiến giao tranh dữ dội. Quân đội Nga tuyên bố phá hủy nhiều phương tiện ở ngoại ô Donetsk cũng như hai kho dự trữ đạn dược lớn ở phía tây bắc thành phố. Tổng cộng có ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong các sự cố riêng biệt trên khắp Chicago vào thứ Bảy và Chủ nhật, theo giới truyền thông. Một người thiệt mạng và ít nhất 22 người bị thương khi một số người nổ súng và đám đông trong một bãi đậu xe ở Willowbrook, ngoại ô Chicago, bang Illinois, cảnh sát địa phương cho biết hôm 18 tháng 6. Phó cảnh sát trưởng Eric Swanson nói với các phóng viên rằng động cơ đàn sau vụ xả súng là không rõ ràng. Một dân cư địa phương cho biết đã có khoảng 300 đến 400 người tập trung tại bãi đậu xe của trung tâm thương mại khi vụ nổ súng xảy ra. Tổng cộng ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong các sự cố riêng biệt trên khắp Chicago vào thứ Bảy và Chủ nhật. Trong một trường hợp, hai thanh thiếu niên đã bị bắn, một người tử vong. Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Ba Lan nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 nữ Ba Lan diễn ra vào trưa ngày 19 tháng 6. Dù gặp phải cơn mưa nặng hạt ngay khi vừa bắt đầu buổi tập, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tập luyện tích cực và hiệu quả. Các cầu thủ đều hoàn thành giao án của ban huấn luyện. Trận đấu giữa đội nữ Việt Nam U23 nữ Ba Lan diễn ra lúc 16 giờ hôm nay 19 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Zenic Bruskov. Tây Ban Nha đã trở thành đội tuyển quốc gia thứ ba nâng cao chiếc cúp UEFA Nations League sau khi họ đánh bại một Croatia kiên cường trên chấm phạt đền ở trận đấu dạng sáng nay, qua đó kết thúc 11 năm chờ đợi danh hiệu lớn. Đã thua Pháp trong trận chung kết UEFA Nations League năm 2019, thế nên Tây Ban Nha rất quyết tâm trong lần vào chung kết năm nay. Nhưng đối thủ của họ là những cầu thủ kiên cường khi thế hệ vàng của Croatia đứng trước cơ hội cuối cùng để giành danh hiệu lớn. Trước khi bước vào loạt luân lưu định mệnh, người hâm mộ Croatia rất tự tin vì họ biết rằng đội của mình đã giành chiến thắng ở 4 trên 4 trận trên chấm luân lưu kể từ năm 2018. Sau 12 quả phạt đền, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 5-4 để chính thức bước lên đỉnh vinh quang. Những thông tin quốc tế thể thao trên đây đã kết thúc nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!